Mình nhận ra là một trong những cái nguyên nhân mà khiến mình có mụn ở đây này là do cái thói quen nhịn tè của mình đấy. Xin chào, lại là mình đây. Video ngày hôm nay sẽ lại là một video về mụn. Thế nhưng lại không hẳn là một cái video về trị mụn. Sự thật là suốt một khoảng thời gian dài mình đã coi mụn như kẻ thù, tìm mọi cách để diệt trừ mụn. Và kết quả là mình chưa bao giờ hết mụn. Và các cái sản phẩm trị mụn nó chưa bao giờ thực sự có tác dụng với mình cả. Nhưng chỉ đến khi mình học thiền thì suy nghĩ của mình nó đã dần thay đổi. Mình tìm hiểu nhiều tài liệu hơn. Và mình đã nhận ra rằng mụn, đặc biệt là mụn dai dẳng, nó chưa bao giờ thực sự là vấn đề cả. Nó chỉ là cái dấu hiệu, là cái đại diện của cái vấn đề ở trong cơ thể mình mà thôi. Nói cách khác, mụn chính là một trong những thứ ngôn ngữ mà cơ thể sử dụng để giao tiếp với mình. Và việc mình không hiểu điều đó, tìm mọi cách để diệt trừ mụn thì chỉ là đang diệt trừ cái triệu chứng thôi. Vấn đề ở bên trong cơ thể mình nó vẫn còn. Và cơ thể tội nghiệp của mình lại tìm cách để báo hiệu với mình. Cứ lằng nhằng như vậy cho đến khi cơ thể của mình nó bất lực và mình ngã bệnh thật sự. Không biết là với các bạn thì thế nào, chứ sau khi mình hiểu được điều đó thì mình rất thương cơ thể mình. Và mình cảm thấy mình rất may mắn so với những người không bị mụn. Đấy là cơ thể của mình thực sự muốn giao tiếp và nói chuyện với mình. Và thế là từ đó mình đã tự nhủ mình sẽ không trị mụn nữa. Mình sẽ tìm cách để hiểu cơ thể mình hơn, tìm cách để chữa lành cũng như là hỗ trợ cơ thể mình tự chữa lành những cái vấn đề mà nó đang gặp phải một cách hiệu quả hơn. Và sự thật là từ khi mình bắt đầu làm điều đó thì mình cảm thấy mình cứ như là có cái siêu năng lực điều khiển cái lũ mụn vậy. Và cái mặt kính bưng mụn mà các bạn nhìn thấy ở đây đã được chữa khỏi hoàn toàn không tì vết chỉ trong vòng 5 tháng. Nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để có thể đọc những cái dấu hiệu mà cơ thể các bạn đang muốn nói qua các cái nốt mụn. Và dĩ nhiên là sẽ có một số cái gợi ý để các bạn có thể chữa lành những cái vấn đề đó rồi. Disclaimer: mình không phải là bác sĩ và mình không có một chút chuyên môn nào về y học cả. Mình chỉ là một người bình thường chia sẻ những cái kiến thức mà mình đã tìm hiểu được cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Mình không thể kê đơn, tư vấn cũng như là đưa ra liệu pháp điều trị cho bất kỳ ai cả. Điều duy nhất mình có thể làm và muốn làm đó chính là chia sẻ thông tin để mọi người có thể tham khảo và tự đưa ra giải pháp tốt nhất cho cơ thể mình mà thôi. Thế nhá, bắt đầu nào. Đầu tiên đó là mụn ở khu vực trán. Khi mà bị mụn ở cái vấn đề này thì khả năng rất cao là hệ tiêu hóa của bạn đang gặp vấn đề nào đó. Hãy xem lại cái chế độ ăn của mình, xem là mình có đang ăn quá nhiều đồ mà có chứa dầu mỡ, chất đạm hay là đường hay không. Tuy nhiên là việc có một cái hệ tiêu hóa cũng như là cái hệ trao đổi chất nó kém thì nó còn có thể đến từ cái việc mà bạn đang bị stress, bạn bị thiếu ngủ hay là bạn không uống đủ nước nữa. Cái cách mà mình đã thải độc đường ruột thì mình đã nói trong cái video về hành trình trị mụn rồi. Mình sẽ để link ở dưới cái description box cho các bạn xem nhá. Tuy nhiên là thay vì phụ thuộc vào thuốc thì nếu như mà các bạn không bị quá nặng ấy thì có thể tham khảo một số điều sau đây xem là mụn ở trên trán nó có đỡ không nhá. Điều đầu tiên mà các bạn cần làm đó chính là điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống của mình. Hãy ăn nhiều rau xanh và hoa quả hơn. Loại bỏ những cái loại thức ăn mà nó có nhiều dầu mỡ, đường, thức ăn nhanh hay là hạn chế tinh bột ra khỏi cái chế độ ăn uống của mình. Thứ hai đó là uống nhiều nước, đặc biệt là trà xanh hoặc là nước chanh pha loãng, không cho đường nhá, để cơ thể có thể giải độc tốt hơn. À mà mình cũng nhắc thêm là các bạn hãy cố gắng hạn chế tối đa các cái loại đồ uống có đường nhá. Mình mà đi ra ngoài uống cà phê ấy, thì một là mình sẽ gọi trà không đường, hai là mình sẽ gọi nước chanh không có đường. Dần dần thì nó cũng thành thói quen của mình luôn ấy. Thế nên bây giờ mình không thể nào mà uống những cái loại đồ uống nào mà nó cho đường được. Và cứ khi nào mà mình uống trà sữa hay là ăn kem thường xuyên hơn một chút, kiểu khoảng 2-3 lần một tuần thôi ấy, là mụn ở trên trán của mình nó sẽ bắt đầu mọc ngay. Thứ ba đó chính là việc ngủ sớm dậy sớm. Việc mà bạn ngủ sớm dậy sớm ấy nó sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa cũng như là hệ trao đổi chất của bạn nó hoạt động tốt hơn và trơn tru hơn rất là nhiều. Hoặc là nếu như mà các bạn mà có thích thức khuya như mình ấy, hay thức khuya như mình ấy, thì ít nhất là cũng phải đảm bảo là các bạn ngủ đủ giấc nhá. Và cuối cùng thì mình biết là sẽ rất khó để nói là giảm stress là bạn sẽ giảm stress ngay được, vì bản thân cái việc bị mụn nó cũng đã đủ khiến bạn stress rồi. Tuy nhiên thì hãy vẫn cứ cố gắng để khiến bản thân mình vui vẻ hơn nhá. Các bạn có thể học thiền, yoga hay là đơn giản là kiếm một cái series phim nào đó mà nó dài dài một chút để cày cho nó quên sầu cũng được. Đấy là cái cách mà mình đã từng làm đấy. Mình muốn nói kỹ hơn một chút về cái khu vực trán này. Đó là cái khu vực mà nó quanh lông mày với cả ở giữa hai lông mày đây này. Thì đây là cái khu vực mà nó có cái mối liên hệ trực tiếp với gan và hệ miễn dịch của các bạn. Nên ngoài cái việc mà uống nhiều nước, điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống thì nếu như mà các bạn có đang uống nhiều rượu bia thì hãy dừng lại ngay nhá. Một vị trí mà mình thấy nó cũng khá là thú vị, đấy chính là mụn ở mũi. Nó cái này nó chỉ đúng với cả những cái mụn sưng đỏ đấy nhá, chứ không phải là cái mụn đầu đen đâu. Khi mà các bạn bị mụn ở đây hoặc là mũi của các bạn mà nó hay bị đỏ ấy, thì khả năng cao là gần đây các bạn đã ăn hơi bị nhiều đồ mà nó có nhiều dầu mỡ hoặc là đồ ăn cay hơn một chút rồi đấy. Hãy thử ăn nhiều rau xanh và bổ sung chất xơ hơn xem thế nào nhá. Khu vực tiếp theo đó là cái khu vực thái dương mà nó ở gần cái khóe mắt này này.
Nếu như mà các bạn bị mụn ở đây ấy, thì rất có thể là nó là cái dấu hiệu của cái việc mà thận của các bạn nó đang làm việc quá sức và nó đang cảm thấy mệt mỏi. Thế nên là hãy cố gắng uống nhiều nước hơn nhá. Thêm nữa là các bạn nên ăn những cái loại hoa quả mà nó có nhiều nước, như là dưa hấu này, dưa chuột này, vân vân, hơn là những cái loại hoa quả mà nó có cái vị ngọt thé, ngọt gắt như là mít này, vải này, chôm chôm này. Có một tip nhỏ để có thể giúp các bạn uống nhiều nước hơn mà mình áp dụng và mình thấy nó rất là hiệu quả, đó chính là các bạn hãy pha nước chanh loãng hoặc là nấu nước đỗ đen để uống hàng ngày nhá. Mình cũng không rõ là cái tác dụng chống lão hóa cũng như là trị mụn của nó tốt đến đâu. Thế nhưng mà cái việc mà uống những cái loại nước này thì nó giúp mình uống nước thường xuyên hơn và nhớ cái việc uống nước hơn đấy. Và một khi mà các bạn đã uống nhiều nước rồi thì hãy nhớ là đi tè cho nó đều đặn vào nhá. Mình nhận ra là một trong những cái nguyên nhân mà khiến mình có mụn ở đây này là do cái thói quen đi tè của mình đấy. Khu vực tiếp theo là cái khu vực mà có rất nhiều bạn hỏi mình, đó chính là cái khu vực ở hai bên má. Và ở cái khu vực này thì cái nguyên nhân lớn nhất nó đến từ chức năng phổi của các bạn. Và khi mà mình trả lời như vậy thì gần như là bạn nào cũng hỏi là mình là cái thuốc để điều trị cái chức năng phổi là gì. Thì khi mà mình hỏi kỹ hơn ấy thì hóa ra là hoặc là các bạn ý đều đang sống trong cái môi trường mà nó khá là ô nhiễm, thiếu vệ sinh, hoặc là bản thân các bạn ý đang hút thuốc, hoặc là cũng thường xuyên hít phải khói thuốc. Thì thực ra ấy, không phải là cứ cái gì uống thuốc là nó cũng sẽ khỏi được. Thuốc thang hay là thực phẩm chức năng ấy, nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho cơ thể thôi. Bản thân các bạn cũng cần phải điều chỉnh lại cái lối sống của mình cái đã trước khi mà nghĩ đến việc dùng thuốc. Mình đã từng bị mụn ở khắp mặt và dĩ nhiên là có cả ở hai bên má. Thì sau khi mình điều trị cái vấn đề về tiêu hóa và về nội tiết thì mụn ở trên trán và mụn ở cằm của mình nó cũng đã biến mất. Thế nhưng mụn ở má, đặc biệt là ở phía trên má của mình này, thì nó vẫn còn. Và mình không uống thuốc gì cả. Những cái việc mình làm đó chính là mình thay vỏ chăn hoặc là vỏ gối ít nhất là một tuần một lần. Mình không áp điện thoại vào tai để nghe nữa, mà mình nghe hoàn toàn bằng tai nghe. Và cái khu vực mà mình ở ấy thì nó khá là nhiều khói bụi. Mình cũng chỉ hạn chế được bằng cái việc là mình luôn luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Cái khẩu trang mình đeo đó là cái khẩu trang bằng vải dày ấy, chứ không phải là cái khẩu trang y tế mỏng tang đâu. Và mình thay khẩu trang mỗi ngày. Nghe thì đơn giản đúng không? Thế nhưng mà chỉ bằng những cái hành động đó thôi, cộng với cả cái chu trình dưỡng da hàng ngày, thì mụn ở hai bên má của mình nó đã hết. Các bạn có thể tập thể dục thể thao hàng ngày để thúc đẩy phổi làm việc tốt hơn. Mình thì kiểu còn hơn là cả lười ấy, mình hoàn toàn không thích cái việc vận động. Thế nên là mình đã chọn việc học thiền. Thì khi mà mình học thiền ấy thì mình cũng tập cái cách thở sao cho nó đúng cách hơn. Và mình tin là cái việc đó nó cũng hỗ trợ ít nhiều cho chức năng phổi của mình. Khu vực tiếp theo là một khu vực rất rộng và mình tin là cũng là cái khu vực mà nó khó điều trị nhất. Đó chính là toàn bộ cái khu vực ở xung quanh mồm, xương quai hàm, cổ và có thể là cả sau gáy nữa. Và chắc là các bạn cũng đoán ra được cái vấn đề ở đây rồi đúng không? Đó chính là cái sự mất cân bằng hormone, hay còn gọi là nội tiết. Cái vấn đề này nó không chỉ dẫn đến mụn mà nó còn gây ra khá nhiều những cái phiền toái khác. Ví dụ như là rụng tóc này, chu kỳ kinh nguyệt không đều này, hay thậm chí là cả stress nữa. Cái vấn đề mất cân bằng nội tiết này thì nó có thể xảy ra ở cả nam và nữ. Và mình nghĩ là sẽ rất khó để có thể khắc phục được nó chỉ bằng cái việc thay đổi lối sống. Cơ thể của bạn có thể là sẽ cần hỗ trợ bằng một vài cái loại dưỡng chất khác nữa. Có rất nhiều dưỡng chất mà các bạn có thể bổ sung để giúp cơ thể cân bằng nội tiết. Với mình thì câu trả lời đó chính là lysine và cái lá mâm xôi mà có ở trong cái trà Healthy Cycle. Mình sẽ để lại link ở dưới cái description box nhá. Ngoài ra thì mình thấy còn có rất nhiều các cái loại dưỡng chất khác nữa mà nó được nói là tốt cho nội tiết. Ví dụ như là nước diệp lục này, zinc, bột maca này, vân vân. Tuy nhiên là mình chưa từng sử dụng chúng nó, thế nên là mình sẽ không thể review được gì cho các bạn cả. Để chắc chắn nhất thì mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu thật kỹ qua cái thiên đường thông tin mà người ta vẫn gọi là Google. Và mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu bằng tiếng Anh, chứ tài liệu bằng tiếng Việt thì mình thấy là nó cực kỳ thiếu thốn và nó không chính xác. Có một điều mà mình muốn lưu ý với các bạn, đấy chính là dù các bạn có thử cái loại dưỡng chất nào đi chăng nữa thì nó cũng nên là một cái loại dưỡng chất mà nó có cái thành phần tự nhiên mà cơ thể cần. Cá nhân mình thì mình không ủng hộ cái việc sử dụng thuốc cân bằng nội tiết, bởi vì mình thấy nó khá là trái tự nhiên và mình tin là cái hậu quả để lại thì nó sẽ không hề nhỏ rồi. À mà còn một cái nữa mình cũng muốn nói về mụn nội tiết, đó chính là nếu như mà các bạn đang bị mụn ở những cái khu vực này mà hiện các bạn đang uống khá là nhiều sữa hoặc là tiêu thụ khá là nhiều các cái sản phẩm mà nó có nguồn gốc từ sữa động vật thì hãy loại bỏ ngay chúng khỏi thực đơn của mình nhá, kể cả sữa chua luôn. Một trong những cái hiểu lầm lớn nhất đó chính là sữa chua tốt cho hệ tiêu hóa bởi vì nó có nhiều lợi khuẩn. Những cái suy nghĩ đó nó đã len lỏi vào trong đầu của chúng mình bởi ai? Bởi chính cái ngành công nghiệp sữa và cái lợi nhuận khổng lồ đấy. Thế này nhá, cái số lợi khuẩn mà các bạn có được từ cái việc ăn sữa chua, giỏi lắm thì các bạn ăn cho mình 4 hộp một ngày đi, thì cái số lợi khuẩn đấy nó cũng sẽ chỉ lên nhiều nhất là vài tỷ con thôi.
nghe nhiều đúng không? Thế nhưng mà cái số lượng lợi khuẩn ở trong cái hệ tiêu hóa của bạn nó sẽ lên đến hàng tỷ tỷ tens of trillions là bao nhiêu nhỉ? Đấy đấy, đại loại là nó viết trông như này này. Đấy, thế nên là kể cả các bạn có ăn sữa chua thay cơm đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chỉ coi như là muối bỏ bể thôi. Và tai hại nhất đó chính là sữa chua hay là các sản phẩm từ sữa thì nó có cái hormone tăng trưởng mà nó tên là IGF-1. Nó dùng để nuôi các cái con bò con bê con nó lớn ấy. Thế nhưng mà khi mà đi vào trong cơ thể người ấy thì cái thằng IGF-1 này nó sẽ giống như là một cái con sói hormone giữa một cái bầy cừu hormone vậy. Nó làm rối tung mọi thứ lên và mụn chỉ là một trong những cách mà cái bầy cừu hormone ở trong cơ thể bạn đang cố gắng kêu cứu với bạn thôi. Các bạn có thể không tin mình, thế nhưng mà mình nghĩ là cái việc mà ngừng uống sữa từ động vật và thay bằng các loại sữa hạt trong vài tháng để thử xem nó có hết mụn không thì chắc chắn là nó không khó khăn gì rồi. Và thực ra thì dù có hết mụn hay không thì mình nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn cho cơ thể của các bạn mà. Rồi, hết chưa nhở? Mình nghĩ là chắc là hết rồi đấy. Đó là tất cả những cái thông tin sơ bộ về mối liên hệ giữa gương mặt bạn và các cái cơ quan ở bên trong cơ thể. Sự thật là các bạn bị mụn ý, đặc biệt là bị mụn kín mặt như mình ý, thì các bạn sẽ nhận ra ngay. Đó là bao giờ nó cũng sẽ bắt đầu ở một số vùng ở trên gương mặt trước này, sau đó thì nó mới bùng cháy. Là bởi vì cơ thể của chúng mình không phải là một cỗ máy, nó là một tổng thể vô cùng kỳ diệu và có mối liên quan mật thiết đến nhau. Khi mà các bạn tích tụ quá nhiều chất độc ở trong đường ruột thì rồi nó cũng sẽ làm cho cái chức năng gan và thận của các bạn kém đi chẳng hạn. Nên dù có sử dụng các cái loại thực phẩm chức năng nào thì mình tin là cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải điều chỉnh lại cái lối sống cũng như là cái thực đơn hàng ngày của các bạn. Khi mà các bạn đã kiểm soát được cái lượng mụn mới mà nó mọc lên từ bên trong cơ thể rồi thì việc các bạn test thử một cái sản phẩm bôi mới sử dụng ở bên ngoài ấy, thì nó cũng sẽ chính xác hơn và nó cũng sẽ nhận ra được rõ hơn xem là mình có thực sự hợp với nó hay không. Vì thực ra cái sản phẩm bôi ấy, mà nó có tốt đến mấy đi chăng nữa thế nhưng mà cái vấn đề ở bên trong cơ thể của các bạn nó vẫn còn thì mụn mới nó vẫn sẽ tiếp tục mọc lên thôi. Sau khi mà các bạn đã kiểm soát được cái nguyên nhân từ bên trong cơ thể rồi thì mình nghĩ là đó mới là lúc để các bạn xem lại các cái sản phẩm bên ngoài, từ tẩy trang này, đồ make up này cho đến các cái cọ make up vân vân, xem là chúng nó có góp phần gây mụn cho mình hay không. Chúc các bạn thành công và sớm hết mụn nhá. Nếu như các bạn có điều gì muốn chia sẻ với mình thì hãy comment ở bên dưới. Và nếu như các bạn thấy video này bổ ích thì hãy like và subscribe channel của mình. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần tới. Bye! 2, 1 như thế nào đó, tùy sở thích của mình. Với mình thì mình không có 3 gì.